Hello, xin chào cả nhà nha. Em là Chim Cảnh Thế Hậu anh chị. Hôm nay là ngày 12 tháng 1 năm 2024 nha cả nhà ơi. Đây em Hậu có vô một số chim nha. Em quay sơ từng loại anh em mình chốt được con nào chốt cả nhà nha. Rồi, hôm nay em Hậu vô được 15 bé bồ trâu anh chị. 15 bé bồ trâu nha, chim rất là đẹp anh chị. Lô này đẹp nha, bồ trâu đẹp nha. Đó. Bồ trâu nha anh em. Bộ trâu em Hào bán đồng giá là 200 ngàn một con nha. 200 ngàn một con. Mới vô có mấy con nó hót đã lắm mọi người. Kêu sùm hết rồi. Đó, 200 ngàn một con nha. Đây, tới 15 con nữa nè. Chim em Hào, chim em Hào zoom lại cho nó coi cho nó dễ nha anh chị. Rồi tại chim còn chim mới về á, nó còn nhát á. Mình bỏ vô cái nó tung là nó tùng quay phim không được ha. Rồi đây trồng màu núi luôn, anh em nào cần trồng màu núi qua em nha. Rồi giới thiệu với anh em luôn, đây trồng màu núi gốc Bình Thuận nha anh em, gốc Bình Thuận ha. Đó, thì cái vùng này á lông mỏng giọng rất là hay nha anh chị. Đó, tướng tá thì khá chim thôi, có loại nó bự lắm, nó giáp ngoài miền Bắc á. Con trồng màu núi nó chà bá luôn nhưng mà lông nó dày, chắc giọng nó không có tốt bằng con trồng màu núi Bình Thuận mình đâu nha. Lô này em Hào vô lăn đá lăn rồi tầm lum hết đây nè. Con em này nó hơi thiếu xước mặt nè, anh em nào chơi gọi luôn. Đó, con nó màu lăn đá lăn đó nha. Em bán 100 ngàn thôi, còn lại là 150 hết anh em. 150 hết nha. Anh em cần chờ màu núi của em Hào nha. Vô cái ống em quay anh chị. Đó, màu núi nha. Đó. Rồi, anh em chơi gọi em nha. Bông lao em luôn có luôn một con nữa nè. Bông lao này em bán 100 ngàn nha. Chim bông lao bán 100 ngàn, con này cao cầu lắm nha. Rồi khu cánh đỏ luôn, anh em mà hả AV mua mấy loại này về chơi nha. Khu cánh đỏ nè em bán 350 một con chị. Chim này chim Đà Lạt nha. Màu sắc rất là đẹp ha. Đây là khu cánh đỏ nha nè. Rồi tiếp nữa, đây tiếp tục luôn là chim quế lâm anh chị. Quế lâm nha. Đó, quế lâm nghe quý vị. Quế lâm nè, em có trống không à? Nay em còn có nhiêu đây nè anh chị. Đang chuối trộn cám khỏe lắm rồi. Giờ anh em thả AV chơi thôi. Quế lâm nha, quế lâm trống anh chị. Cái dòng này hot hay lắm anh chị. Thả AV rồi nó rẻ mà giá nó giọng hot nó rất là hay. Rồi anh em thả AV bắt giùm em 250 một con bao trống nha. Đó. Nó cũng có máy anh chị, nhưng mà lô này vô là lửa trống không mà không có máy đâu. Rồi đây chim ngủ, chim quế ngủ sắc anh chị, ngủ sắc Đà Lạt nha. Đó, em có một con trống cục đuôi này và một con trống nguyên đuôi nha. Anh em nào bắt con trống nguyên đuôi thì 300 nha anh em, rất là đẹp nha. Con trống nguyên đuôi 300 nha, con trống cục đuôi bán 200 thôi. Đây dùng này nhập cao hơn mấy dùng khác anh chị. Đó, rất là đẹp luôn. Anh chị mình tham khảo giùm em nha. Rồi đây em còn một số trà màu hả AV nữa. Anh em mà hàng này là hàng xô nha anh chị, nhưng mà dùng Đắk Lắk giọng rất là hay. Em động AV nó te tua lông quá nên em Hào bán hơi luôn. Em đổ anh em mà lỡ lửa lẻ thì bán 100 ngàn con, 150 con nha, 150 con. Đó, em còn mấy chục anh em mà bắt hả AV á, bắt 10 con đi em bán 100 ngàn con thôi. Ở đây em còn được cũng phải 30-40 con á. Đó, dùng này giọng hay lắm nha anh chị ha, nhưng mà em bán không có bao chống máy, cũng có chống có máy nha anh chị. Rồi anh em mình cần chờ màu thì liên hệ em Hào nha. Rồi chờ hàng luôn, chà hang em vẫn còn hàng nha anh em, hang đẹp ngon lành luôn. Đó. Hang nha, em bán đồng giá 250 con nè, anh em nào cần liên hệ em Hào nha. Chà hang. Đó mọi người. Hang nha, hang đổi nha. Ồ xe nó bốc kẹt. Đây con, đây nữa anh em, đây nữa nè, em còn nữa mấy chục con chà hang nữa anh em gần qua lửa nha, 250 con anh em ơi. Ở này rộng ngon lành hết, ăn sâu ngon hết rồi, anh em về anh em tập cám mà lụm nha. Rồi. Tiếp luôn nha anh chị. Đây em có một con tiểu mi nó hót anh chị. Em có con tiểu mi hót ngon lắm. Anh em nào chơi bắt nha. Nhưng mà con này em bán 500 ngàn nữa. Tại hàng này là tuyển chọn anh chị. Hàng tuyển chọn bự con đẹp chim nè. Đó, đó là bự con đẹp chim nha. Con này em bán bình thường là 400 ngàn rồi, mà nó ra giọng rất là hay luôn nên thôi em Hào bán 500 nha. Anh em ủng hộ nha. 500 ngàn tướng con này tốt lắm nha anh chị. Dáng đứng cầu đồ cũng ngon lắm nha. Đuôi lông lá đồ lực lưỡng luôn á. Rồi anh chị chơi gọi em ha. Còn hàng lẻ đây, hàng lẻ là 400 ngàn một con nha. Cánh này 400 nha. Cánh bên đây thì 300 đó nè. Đây 300 con thái độ tốt ghê mình đi. Rồi rồi coi thái độ nó nè. Đó 300 ngàn nè. 300 ngàn thì nó hơi hiếu lông hơn xíu nha. Rồi. Đó là con
Tiểu My ha, em có một con chi chi Đà Lạt nữa, con chi chi màu Đà Lạt nữa mà hót. Con này là về anh em kiếm cái lồng, bên em bỏ vô nghe, hót là vô địch luôn. Bỏ đâu ta? Con chi chi màu Đà Lạt, mấy đứa nó mới giờ ra nó đi cho ăn đây. Con này nè, anh em nào chơi bắt nè. Ôi nó hót dữ lắm anh chị, giọng hay lắm nha. Tại vì em còn có con còn à. Hồi trưa này em nghe hót hót quá trời hót luôn, em vô em coi em thấy nó đi giọng rất là hay luôn. Anh chị nào chơi bắt giùm em. À. Đó. Con lành nha. Đó, con này nha, em bán nha, giá 500.000 nha anh em. Chi chi Đà Lạt nó mắc hơn mấy cái vùng khác luôn. 500.000 một con ha. Rồi, tiểu lửa em hào vẫn còn hàng luôn nè. Còn con tiểu lửa trống nè, anh em nào chơi rồi. Tiểu lửa trống nha anh em. Đó. Để thu nhỏ lại cho dễ coi. Tiểu lửa trống anh chị, đó cái đuôi màu trắng là tiểu lửa trống á. Rồi. Tiểu lửa trống nha, tiểu lửa mái luôn, tiểu lửa mái đây. Tiểu lửa mái thì 150 con. Loại này hót cũng hay lắm, giọng hay. Rồi, anh em nào chơi gọi nha. Rồi, anh em có hỏi em Hồng Hạnh thì alo em luôn. Hồng Hạnh alo em luôn. Ủa trời, ở trên hang. Có mấy con ngoại đi gió quá trời, anh em rảnh qua gần nha. Đó, nó hít gió nghe. Đây, Hồng Hạnh luôn nha anh em. Hồng Hạnh má đà nè. 150 con nha. Đây có con mái anh chị. Mái thì 100.000. Hồng Hạnh mái nha. Hồng Hạnh mái 100.000 nha anh em. Rồi em có quanh cổ đỏ luôn, quanh cổ đỏ 200.000 một con nè, đẹp ghê không mọi người. Con quanh cổ đỏ cái đầu nó đẹp quá ha. Con này hót giọng cũng hay lắm anh em nha, nói chuyện giọng chè luôn á. Đó, 200.000 một con quanh cổ đỏ nha. Con đẹp ghê mọi người ơi, quá trời đẹp luôn à. Rồi, hết nước chấm con quanh cổ đỏ luôn. Đó. Khó quầy quá ha. Đó, quanh cổ đỏ nghe nè. Trời ơi, con này mà về lên lồng thì hơi hết bài luôn. Tuyệt vời luôn chị. Đó. Trời ơi. Nhiều lắm, nhiều con đẹp lắm chứ không phải con đó đâu. Không có trời luôn nè. 200.000 một con, anh em mình chơi chốt giùm em ha. Rồi. À, Tiểu My bên cổ đỏ, chè lửa. Đây. Chè lửa, em có một con cá tiên. Một con nam cá tiên nha, đuôi con này cũng tầm 15 16 á. Hàng này con này là vô cám rồi anh em, nuôi một tháng rồi đó. Của ông anh ông chia lại nha. À, thì dùng này á, nam cát tiên và mã đà. Cánh gà tre nha, con này cánh gà tre nha, mép vàng luôn nha. Đói. Con này là về lên lòng mà chơi thôi, dáng đẹp không? Tập luôn ha. Anh em nào chơi con cát tiên này bắt giùm em, tốt lắm anh chị. Tại em có mới được gặp mã đà bên kia, không em lấy con này về em ghép rồi. Tại em mới bị chết con mã đà 19 gần 20 á. Có 10 cánh gà tre đã không? Con này về lên lồng giùm em, kiếm lồng bíp dục vô, chuẩn dùng luôn anh chị. Cánh gà tre, bộ rất là đẹp nha, mép vàng, lông mỏng, đầu nhỏ, rất là phơi luôn, tạch nè, ngon lành luôn đó. 700.000 nha anh em, tại vì con mép không mới vừa rớt, cái bập vô lập cái đưa về đây là 700 rồi. Đừng nói tới cám nha, mình không có bàn chuyện cám luôn, là 600.000 rồi. Con này cho em thêm 100.000 đi em bán 700 nha. Rồi. Đó là con lửa cát tiên ha. À, đây nữa anh chị, đây em có con lửa, có con lửa gia lai mở vô luôn mà nó bay hết một kiếm rồi, đuôi 20.1 á. À, tại vì cái con này á là bán cho anh em giá vốn á, đuôi 20.1 á đó. Lửa gia lai vô nè mà vận chuyển vô trong này nó rớt hết cái kiếm rồi, nên em để lại giá 700.000, anh em thả hơi bi từ từ ra lại nha. Dưới là đây có con nữa. Con này thì đuôi 19.1 anh chị, 19.1 nè, nguyên vẹn đẹp chim nha, dáng sẻ. Đó, bắt con này với giá là 700 đi, 700.000 nha, có hai con lửa đuôi dài thôi. Đó anh chị nào chơi gọi em. Rồi tiếp nha, em có vô sâu đỏ nè, sâu đỏ trống và sâu đỏ mái luôn. Anh em nào mà cần sâu đỏ thì qua em, thì em bán có 60.000 một con thôi. Đó, 60.000 nha, đây là con mái anh chị, cái mái cái bụng nó trắng nữa lắm nha. Không, mái nào, trống nào. Anh em nào cần chống máy hả OB hú em luôn ha. 60.000 một con nha anh chị. Đó, chống máy như nhau nha. Rồi. Cua bể đấu luôn. Này, cua bể đấu. Có 15 con cua bể đấu anh chị. 15 bé cua bể đấu, em Hào sẽ quay sơ từ con. Anh em mình ưng con nào chốt giùm em Hào con đó nha. Trời ơi, đây. Con số 1, chim bự bự lực lưỡng không nè mọi người, khủng khiếp luôn. Đây là con số 9 nè. Nói mấy anh á, nó khủng, con chim này nó khủng luôn, số 9 nè.
anh em bắt cho em con này về làm gì làm số 9 nha. Rồi con khủng nè, 15 y 12 12 anh em mới vô luôn, 12 bao khủng luôn nha. Đó khủng không, còm ngược đầu chà bá anh chị ha. Rồi cũng còn nhiều con đẹp lắm, con số 4 cũng đẹp nè, số 2 luôn nè. Rồi em quay sơ đi ha. Đó, anh em nào nghe mã số anh em lựa về chơi nha. Con số 1 đây, coi dàn còm giùm em nha. Em bán đồng giá 300 thôi, con này em bán đồng giá 300. Anh em mình chơi xuống khác giùm em nè. Này dễ nuôi đó nè, giờ bỏ lúa quốc thôi. Em bao trống có bấm dây bảo hành nè quà. Con số 1 nha. Rồi con số 2 nè, số 2 là bao tê luôn. Trời ơi con chim nè mọi người, số 2 là bao khủng khiếp luôn nha. Cái còm quá hớt, cái còm anh em thấy không, nó chạy theo dây dây không ha. Đó con số 2 nha. Rồi con số 3 luôn, số 3 cũng rất là tê luôn anh chị, còm quá khủng khiếp. Số 3 đây, đó còm nhuyễn ha, rất là dày. Anh chị nào chơi gọi em 300 luôn nha. Trời ơi số 3 không mua nữa thôi luôn á. Số 4 nè, hơi bị gấu. Đây nè, xây nè, xây mình nè. Ôi má ơi, giữ không, giữ không. Đấy rồi ha. Đó, số 4 anh em nào chơi số 4 gọi em. Đó má ơi, hết cứu luôn. Số 4 nha. Rồi số 5, lô này nói chung là vô cơm ngon. Số 5 đó, ok không. Số 6 luôn chị, số 6 đây nha. Mua cái đầu qua con. Rồi số 6 nha anh em, số 6 nè. Tướng cũng đã lắm. Để coi dàn còm cái. Cái góc này hơi khó nhìn. Rồi số 6 nha, anh em nào chơi gọi luôn. Số 6, số 6. Rồi số 7 luôn nha, số 7 còm cái vậy. Số 7 anh chị, đó đó anh em nào chơi gọi, số 7 đẹp nha. Rồi số 8 luôn, đưa cái camera vô nó nhảy. Số 8 nha anh em, số 8 đây. Nó phải xây cái người nó qua bên bên hông mình nhìn mới gõ. Số 8 nha. Rồi số 9 nè, thôi số 9 khỏi quay đi, số 9 quay lại gì nó mất công. Số 10 nè, 10 ha. Rồi số 10 tướng ok, lực lưỡng luôn anh chị. Đó đã không. Rồi số 11 luôn, số 11 luôn, chốt sổ giùm em. 11 nha quý vị, hơi bị phơi nghe. Đó, chốt sổ giùm em nha. Rồi, có 12 luôn ha. Có 12 ok, khỏi quay đi. Đây, em có 3 con cu do thợ hồi rộng cái lồng không có che. Nó bị xước nè, nó bị xước mũi tí xíu. Em hành lý luôn cho anh em chơi nha. Đây, con số 13 nè, rất là khủng con này. Em bán 150. Con số 14 đây cũng rất là đẹp, 150 luôn nha. Con số 15 luôn, 150 luôn. Con này hơi xước, con này cũng xước xước nè. Đó, con này cũng đẹp nha, 150 luôn nè. Bán nửa giá thôi, bán giùm anh em thợ thôi chứ không có lời lãi gì đâu nha. Rồi chè lửa luôn, em còn chè lửa vài con. Anh em nào chơi bắt dù dáng sẻ nhỏ đã ghê không mọi người. Ở hay nào chơi gọi giùm em, còn vài bé lửa thôi hết nha. Lông bổng dáng sẻ đã không. Đó, chỉ có 220.000 một con thôi anh chị ha. Rồi chè đất luôn, anh em nào chơi chè đất gọi giùm em màu luôn nha. Chè đất luôn, chè đất 120.000 một con. Đó, có con em cọc cánh nha, có con này bung cánh, anh em ra chim cẩn thận nha. Đó, bỏ vô thùng đóng lên anh em thôi. Đó, rồi vô ha, 120 con, anh em nào chơi gọi giùm em mọi người ha. Chốt sổ giùm em nha. Rồi chè lửa đây, cũng em cũng còn chè lửa nè. Có một con 18.9 luôn, rất là dài anh chị. 18.9 nè, trời ơi đã ghê không. Anh em nào chơi gọi là 500.000 nha. 17.3 luôn, 17.5 nè, 350 anh em. Đó, mấy cái giá này đó mà bình dân anh chị chơi gọi em nha. Rồi, xanh tím luôn mọi người ơi. Trời ơi, quá trời chim luôn, quay nãy giờ chưa hết. Chim xanh tím nha, 200.000 một bé thôi anh em, khỏe mạnh như con trâu. Anh em về trộn với kiến với cám Bình Dương là quốc thôi. Có con nó ăn cám luôn rồi, nó từ từ Vũ ơi. Đẹp lắm anh chị ơi, đấu nè, đấu không? Hôm nay đấu hết trơn luôn rồi đó. Đó, tím nha. Nè,
để gần nó ghiết mọi người, để gần ghiết đâm ra con chim nó không có sung. Đây. Đó. Rồi. Nó xanh tím nha anh em. Lâu lâu kè là lụm liền chứ nó vậy. Rồi vô ha. Ông mít xanh còn một bé duy nhất luôn, kiếm còn thứ hai không ra đâu. Ông mít xanh đây nè. Đó, chốt giùm em ông mít xanh nè. Đó, bà mẹ nào chốt khóm nó về hả AOV chứ. Đó. Ông mít xanh ông mít lực lửa nha. 250 một con nha anh em, 250 một con ha. Có một con duy nhất thôi. Rồi, chim ngực cam em còn cũng có 2-3 bé nữa là hết rồi. Ngực cam nè. Ngực cam nè. Đó. 500.000 một con, xét pháo nè, 300 nè, còn vài bé nữa là hết anh em ơi. 7 màu luôn. 7 màu anh em ơi, 7 màu đây. 7 màu nha, rất là dạng. 350 ngực lửa em còn bé này ngon lắm anh em, hót lại nhảy tối ngày luôn á, nay căng múa luôn anh chị. Ngực lửa nha, 700 à, con này là đang thay lông lên con chim già nè, anh em về nuôi thời gian là lụm liền, đuôi tôm đàng hoàng anh em, đuôi dài hay tôm luôn nha, đó, đuôi trẻ luôn, đuôi trẻ nha, đuôi trẻ đó, đuôi trẻ 350 một con, quá trời chim luôn, đây. 7 màu đó, 7 màu nha anh em. Chốt sổ nha. Đó. 7 màu, tím rệm luôn anh chị. 7 màu ha, sắc pháo nè em còn, sắc pháo giờ còn 3 con nữa nha. Rồi anh em chơi alo giùm em nào nha. Em hầu kết thúc video tại đây mọi người ha. Rồi cảm ơn quý vị nha.